Xin chào anh chị. Cuối năm 2022, thanh khoản của hệ thống ngân hàng rất là căng thẳng. Bởi vậy cho nên lãi suất tăng rất cao. Vì thế cũng có nhiều nhà đầu tư hỏi chúng tôi rằng lãi suất tăng cao vậy thì ngành bảo hiểm năm 2023 có triển vọng hay không? Thì hôm nay chúng tôi sẽ trao đổi cụ thể về vấn đề này. Đầu tiên là về cơ hội đối với ngành bảo hiểm cho năm 2023. Thì lãi suất tăng cao thì lãi từ cái hoạt động tiền gửi của các công ty bảo hiểm sẽ tăng mạnh. Và bên cạnh đó thì các công ty bảo hiểm có một lợi thế, đó là cổ tức tiền mặt của họ rất đều qua các năm. Thì cái tình hình tài chính của các công ty bảo hiểm có thể nói là tốt nhất trong các cái ngành, bởi vì nó được quản trị rất là chặt chẽ bởi Bộ Tài chính. Và các cái dòng tiền thu được từ người mua bảo hiểm thì đa phần họ đem đi gửi ngân hàng là chính, rồi là mua trái phiếu chính phủ là những cái tài sản rất an toàn, và họ chỉ dành một chút để cho đầu tư cổ phiếu mà thôi. Bởi vậy cho nên cái lãi suất cuối năm 2022 này tăng đến 3%, thì từ đó các công ty bảo hiểm sẽ được hưởng lợi trong cái năm 2023. Bên cạnh đó thì cái nhu cầu bảo hiểm, đặc biệt là bảo hiểm nhân thọ, tuy có tăng chậm lại so với 2022-2021, nhưng mà chúng tôi cho rằng 2023 nó vẫn tăng trưởng ở mức hai con số, tức là tăng trưởng trên 10%. Cá biệt có những cái công ty có thể tăng trưởng cao hơn, lên đến 20%. Và thứ ba là cái rủi ro vĩ mô. Đối với cái ngành bảo hiểm này ấy, thì rủi ro vĩ mô tác động nó lại thấp, và nó có cái tính gọi là phòng thủ rất là cao trong cái bối cảnh mà kinh tế thế giới được dự báo là có thể suy thoái, khủng hoảng xảy ra. Thì do đó đây là một cái nơi trú ẩn an toàn. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái rủi ro nhất định. Đó là thứ nhất, định giá các cái cổ phiếu bảo hiểm thì cuối năm 2022 nếu mà so với chính nó thì vẫn tương đối hấp dẫn, nhưng mà so sánh với các cái ngành nghề lĩnh vực khác thì nó không thực sự hấp dẫn, do PE và PB đều cao hơn so với trung bình thị trường khá là nhiều. Thứ hai là nếu thị trường chứng khoán 2023 mà có trở lại mạnh mẽ đi chăng nữa thì ngành bảo hiểm sẽ là một ngành được dự báo là sẽ tăng giá thấp, bởi vì nó phòng thủ chắc nhưng tấn công của nó khá là yếu. Và thứ ba là cái cạnh tranh của ngành bảo hiểm ngày càng khốc liệt. Cái nạn trục lợi bảo hiểm thì diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam hiện nay. Thì do đó rằng là cái hiệu quả của các công ty bảo hiểm ở Việt Nam thực sự chưa được quá cao lắm. Thì chúng tôi đánh giá rằng cái ngành bảo hiểm trong năm 2023 là một cái ngành phòng thủ rất vững chắc. Đó, và kỳ vọng một cái mức lợi nhuận vẫn cao hơn gửi ngân hàng. Tiếp theo, những cái doanh nghiệp triển vọng hay là đáng chú ý nhất trong cái ngành bảo hiểm là những doanh nghiệp nào? Thì đầu tiên phải nói đến là PVI. Tuy đây không phải là cái công ty số 1 lĩnh vực bảo hiểm, nhưng mà nó trả cổ tức tiền mặt hàng năm lên đến 4.000 đồng, thậm chí 4.500 đồng. Một tỷ suất cổ tức rất cao. Về lâu dài tỷ suất này cao hơn lãi gửi ngân hàng. Đúng không ạ? Và cái công ty này nó cứ có bao tiền nó trả cổ tức bấy nhiêu, hoạt động rất hiệu quả. Và tiếp theo là tập đoàn Bảo Việt. Đây là tập đoàn số 1 Việt Nam trong các cái lĩnh vực bảo hiểm, cả nhân thọ và phi nhân thọ cũng nằm top đầu. Và tiếp theo đó là cổ phiếu bảo hiểm của công ty Bảo Minh. Thì công ty này họ cũng trả cổ tức khá đều đặn, họ không có tăng trưởng nhiều. Tuy nhiên là nếu mà thoái vốn của Bảo Minh mà diễn ra thì cổ phiếu này hứa hẹn mang lại kết quả cho nhà đầu tư rất cao. Và thứ tư đó là cổ phiếu MIC, thì của công ty bảo hiểm MIC. Thì công ty này có được cái hệ thống rất là rộng khắp ở Việt Nam với khoảng độ 40-50 chi nhánh cơ. Thì họ có cái tập khách hàng từ quân đội rất vững chắc, và có ngân hàng mẹ là ngân hàng MB được hỗ trợ rất mạnh. Bởi vậy cho nên MIC cũng là một cái doanh nghiệp bảo hiểm có cái sự tăng trưởng có thể nói mạnh nhất trong 4 cái công ty bảo hiểm này. Thì trên đây chính là những cái đánh giá của chúng tôi về triển vọng ngành bảo hiểm năm 2023. Quý vị quan tâm đến ngành nào thì hãy comment phía dưới cho chúng tôi, để chúng tôi có thể làm về triển vọng của ngành đó cho năm 2023 gửi đến quý vị tham khảo.